Vâng, chào mừng mọi người đến với channel YouTube của Đại Phát Financial, thiên đường nội thất. Và hôm nay bên mình sẽ review về những mẫu kệ chén đang là xu hướng của năm 2022. Cạnh mình đây là mẫu kệ chén sơn tĩnh điện bằng inox cao cấp với mã số là 013. Thì để cập với nhu cầu này, chúng ta mua về chúng ta sẽ thể tự lắp ráp tại nhà được. Mẫu kệ này vô cùng đơn giản, và thì bây giờ thì chuyên gia bên mình sẽ lắp ráp cho mọi người xem để chúng ta có thể tự lắp ở nhà nha. Và bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp cho mọi người xem. Cái này lắp ráp cũng rất là đơn giản. Những chị em phụ nữ chúng ta ở nhà cũng có thể tự lắp ráp. Còn đây là những cái bộ phận cơ bản của cái kệ chén. Đúng rồi, đây là những bộ phận mà hầu như là tất cả những kệ chén, sản phẩm kệ chén nào bên mình kinh doanh cũng đều có. Đó là những cái khay đựng chén bát như thế này, và một số bộ phận đi kèm như là những cái thanh khung của nó, cũng như là những phần đựng đũa, muỗng, dao. Bây giờ chị Tiên là chuyên gia bán hàng lắp ráp bên mình, thì chị sẽ lắp ráp cho tất cả chị em cùng xem để học hỏi nhé. Ở đây thì nhà sản xuất đã cho chúng ta sẵn những cái thiết bị lắp như kiểu là ốc vít cái thứ này, phần bu lông các kiểu chúng ta vặn thôi. Thì bây giờ thì chị Tiên sẽ tiến hành lắp ráp phần khung trước, phần rất quan trọng. Giờ phần khung thì đã hoàn thiện rồi, thì chúng ta sẽ lắp cái gì tiếp? Bây giờ chúng ta sẽ lắp cái kệ lên. Và mỗi cái kệ chúng ta sẽ có mỗi khay đựng nước riêng. Ở đây chúng ta có những cái khớp này để lắp những cái cạnh này vào đúng không? Để cho nó móc vào. Phần dưới này cũng tương tự thôi, cực kỳ đơn giản. Ok, sau khi chúng ta lắp xong phần khung chính rồi, bao gồm hai cái giá đựng như này, thì sẽ đến những cái bộ phận phụ đúng không chị? Cái này là cái đựng... Cái này là cái đựng dao. Trang bị cho mình cái đựng dao, cái khay đựng dao. Dao bé đúng không? Đúng rồi, dao nhỏ, những con dao nhỏ. Đây cái này lỗ to. Đây là đựng muỗng với đũa. Và người ta có trang bị cho mình thêm ở đây là cái lỗ thoát nước. Cái này đựng cái gì vậy? Cái này á, là người ta trang bị cho mình, cái này là đựng thớt. Mình có thể đựng thớt ở đây. Và những cái khay này là đựng những cái dao bản to. Dao bầu đúng không? Ừ. Ok. Còn gì nữa ta? Còn hai cái miếng này là hai cái khay đựng nước người ta trang bị cho mình để mình đựng nước thừa đúng không? Đúng rồi. Dụ nước thừa chảy xuống là có. Đúng rồi. Dụ úp chén bát trên đây thì nước thừa ở đây thì mình nhỏ cầm mình đang. Đúng rồi, thì mình sẽ rút ra mình đi đổ hết tất cả các nước thừa. Tiện ha, đỡ phải bị rơi vãi xuống nền nhà. Đúng rồi. Sau khi chúng ta lắp tổng thể xong thì có thể thấy là đây là một mẫu kệ chén có kích thước tương đối rất nhỏ, nó sẽ phù hợp với những không gian nhỏ nhỏ vừa vừa, những căn bếp nhỏ thôi. Thì em thấy nó rất là nhẹ. Thì không biết là cái kích thước cụ thể nó là bao nhiêu chị nhỉ? Cái kích thước là chiều dài 41. 41cm. 41cm. Chiều cao. Chiều cao 40. Còn chiều rộng 26. Bé đúng không? Phù hợp với những không gian nhỏ nhỏ thôi đó. Và đây là một loại kệ chén chúng ta sẽ lắp luôn vào chân tường. Đó, chúng ta có những phần ốc sẽ lắp lên tường đây. Khá là đẹp. Phù hợp với gia đình 4 người. Đây là một mẫu kệ chén treo tường khá là nhỏ gọn và cao cấp, nó bằng chất liệu inox sơn tĩnh điện cực kỳ bắt mắt. Thì nếu có khách có nhu cầu quan tâm đến dòng sản phẩm kệ chén này thì truy cập vào link website để bên dưới phần mô tả sẽ có chi tiết về sản phẩm cũng như là giá bán, và đừng quên là like, subscribe và đăng ký kênh để xem những mẫu kệ mới nha. Xin cảm ơn.